Chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5400 nha mọi người. Đây là mẫu máy được sản xuất năm 2020, màn hình 14 inch full viền. Nếu mà mình cảm thấy 15.6 to quá thì cái 14 inch cũng là cái sự lựa chọn rất là ok luôn. Mình sẽ quay cái ngoại hình chi tiết, cái cấu hình và mình báo giá. Bất kỳ video nào của mình cũng đều có báo giá nha mọi người. Cái mẫu máy màn hình 14 inch rất là nhìn nó rất là đẹp mọi người, vừa vặn. Và cái mẫu này full viền nhìn rất gọn, gọn như cái 13.3 à. Đây là webcam rồi đầy đủ hết, mà màn hình full HD. Và đặc biệt nữa mọi người thấy là đây là phím quốc tế, đây là zin từ Nhật về phím quốc tế luôn nha mọi người. Trên thị trường thì 5400 thì rất là nhiều phím quốc tế cũng nhiều, nhưng mà để zin từ Nhật về như thế này rất là hiếm luôn. Phím bấm rất là sướng mọi người, chỉ cần hai cái ở bên cạnh thôi, khi mà mình so sánh với nhau mình mới biết được cái cảm giác nó khác nhau, cái tiêu chuẩn của mỗi nước nó khác nhau ha. Nên là rất là chất lượng, ít được về phím quốc tế vậy rất là ít luôn mọi người. Và mình có chết series máy nè, 5400 series nè, máy được sản xuất 2020 mà, tại Japan. Đây mọi người, đúng cái series này, đúng máy zin nguyên bản 100% là quốc tế như thế này, là rất là hiếm. Máy là vô cùng chất lượng, pin nó thì siêu trâu, pin này là 3-4 giờ là vô tư, ngoài 3-4 giờ cho nên yên tâm. Bây giờ mình giới thiệu cái cấu hình nha. Nó là Dell Latitude 5400, chạy i5 Gen 8 nha mọi người, và RAM 16GB là ok rồi. Cái i5 Gen 8 thì nó thoải mái, chạy vừa mát vừa mạnh nữa, cho văn phòng là thoải mái luôn. RAM 16GB, mà RAM này thì sau này mà kêu mà mình nghĩ RAM là như vậy là quá khỏe so với cấu hình này rồi, là mắc cấu hình không cần thiết phải nâng cấp nữa luôn, mà nâng cấp thì vẫn nâng cấp được. SSD là 256GB. Đó, máy là màn hình 14 inch full HD, pin trâu và góc cạnh máy rất là đẹp. Quan trọng nữa là con này nó có card 4G mọi người. Đây, mình đang bỏ cái sim của mình vô và nó nhận 4G ha. Đôi lúc ví dụ như mình đi công tác hay mình làm việc đó, mình không muốn phụ thuộc vào wifi thì mình sử dụng 4G cũng rất là tiện luôn. Đây, bỏ cái sim vô là nhận thôi. Ở phía này mọi người có cái khay nhét sim, tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người ha. Ở bên trong này thì quá ok. Ở trên màn hình nó có một cái nhược điểm là nó có phản quang rất là nhẹ, hơi khó thấy, nhẹ lắm mọi người. Nó không có đậm một chỗ, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Đây là cái nguyên cái lốc 5400 này mình nhập về là 6-7 con gì đó, thì hầu hết con nào là nó cũng hơi kiểu giống như là lưu kho đó mọi người, hơi phản quang rất là nhẹ, rất là khó thấy luôn, khó thấy cực kỳ, nhẹ đây là một hai chỗ mà nó nhẹ lắm mọi người, lúc nhìn lúc thấy lúc không thấy, chỉ trên nền trắng thôi, hai bên nó ít như thế này đó, một hai chấm rất là nhẹ, không ảnh hưởng nhiều và không bị sáng, không có gây cho mình khó chịu khi mình làm việc, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Nhưng mà đương nhiên phản quang thì nó sẽ rẻ hơn không phản quang rồi, mà có phản quang nhẹ ở hai bên là không ảnh hưởng gì hết. Và ai mà đã từng biết phản quang rồi thì mình cũng muốn nó là cái tấm hằn ở phía trước, tấm phản quang trước màn hình nó hằn ra phía sau, làm cho trên nền trắng mình thấy trắng hơn mọi nền khác, không vấn đề gì, không ảnh hưởng gì, và nó không loang luôn, mình có bảo hành nên mọi người yên tâm ha. Và bây giờ mình sẽ quay bên ngoài. Đây, ở bên ngoài thì nhìn tương đối sạch sẽ nha mọi người, nhìn bóng loáng ha. Mình sẽ đi kỹ hơn để nhìn cái vết xước, vết trầy nhỏ xíu của nó ha. Ở đây, trên này thì nó hơi hằn cái dấu sticker, hơi khó thấy mọi người, chứ không có bị trầy hay gì hết. Này thì một hai chấm cũng rất là mịn, cũng không có đáng kể gì đâu. Góc cạnh là ok nè. Ok, có chỗ này mọi người có trầy chút xíu xíu chỗ này. Đây ha, tí thì ti thôi, một chỗ này hai chỗ, giống như hai cái chấm bút bi thôi, nó ít thôi mọi người. Rồi đây nữa là xong, còn lại là mình ok. Thấy là máy tương đối đẹp. Ngõ sạc nè, ngõ Type-C, ngõ USB. Rồi thì bên này, đây mọi người, ngõ mạng LAN nè, HDMI, USB, USB, tai nghe, ở trên là thẻ nhớ. Và cái khay này là cái khay SIM, mọi người nhét vô là lấy SIM không? Cái nãy mình đã nhét cái SIM vô đây rồi nè. Có 4G thoải mái, pin thì rất là trâu, 3-4 giờ luôn, con máy rất là chất lượng. Làm việc văn phòng hay là con cái học hành đều ok hết. Mới nãy nhìn nghiêng thấy cái chỗ này nó hơi xước lông mèo nhẹ một chút xíu nha mọi người. Tại vì mới nãy là quay như thế này thì nó lại không có thấy, mình cũng không có để ý chút xíu như thế này. Vậy nữa thôi. Mình báo giá mọi người là chỉ có 6 triệu tư cho cái con máy này thôi ha. Dell Latitude 5400 2020. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Máy rất là chất lượng, mọi người sử dụng rất là sướng. Và dòng bền và rất là ok luôn. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.